ta là chú lính nhảy dù đây. Nhảy dù để đưa cái điện thoại đi xuống đất thôi. 1, 2, 3. Thấy ghê chưa, giỏi ghê chưa. Chào mừng các bạn đến với kênh Ken Channel. Ôi, những món đồ chơi cũ này bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Chúng ta phải bày ra cái trò gì bây giờ? Nè nè nè, mình có một trò chơi mới đây. Trò chơi ngày hôm qua của tập trước là mình cứu trẻ em bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh đúng không? Còn hôm nay thì mình sẽ có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sẽ giả bộ làm người bị đau bụng, cần phải gọi điện cho bệnh viện để kêu xe cấp cứu tới. Ủa, nếu mà gọi điện hả? Gọi điện thì phải cần có điện thoại. Mà điện thoại thì mình làm gì có chứ? Ý quên, ở trong nhà này có một cái điện thoại mà. Vậy là mình chỉ cần sử dụng cái điện thoại đó là mình gọi được cho bệnh viện rồi. Ok, vậy thì tập này nhiệm vụ của chúng ta chính là đi lấy được cái điện thoại để gọi điện cho bệnh viện. Ok, nhưng mà nguyên đám tụi mình đâu ai biết leo trèo để mà lên được trên cao để lấy cái điện thoại đâu. Chỉ có Woody, Jay với lại Buzz Lightyear à. Vậy thì tụi mình đứng ở ngoài cổ vũ đi, để cho ba người bọn họ đi lấy về. Ok, trò chơi lấy điện thoại để gọi điện cho bệnh viện bắt đầu. Ôi trời ơi, mấy bạn kia rảnh rỗi quá, bắt mình phải lấy được cái điện thoại nè. Ờ, trò chơi lấy điện thoại. Ý, cái điện thoại đây nè. Điện thoại này cao dữ ta. Giờ sao lấy tới? Ồ, nó múc ở trên cao luôn á, cái cửa nè. Rồi nó nằm trên cái kệ ở trên cùng á. Hay, giờ sao quất đi lên nổi đi mấy bạn. Ồ, ngay chỗ cái bình màu xanh xanh á, trên cái kệ màu xanh luôn á. Cao quá trời cao luôn à. Rồi bây giờ mình nhìn khắp phòng coi coi có chỗ nào mình leo lên được không. Mấy bạn biết không, mình là Woody, mình là chuyên phóng dây nè, cưỡi ngựa nè, leo trèo là cực kỳ giỏi đó. Nhưng mà giờ sao mình lên được? Ờ được rồi, được rồi. Để mình là Buzz Lightyear, có sức mạnh vô địch, mình sẽ đẩy Woody lên nha. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Lên được rồi. Công nhận cảnh sát vũ trụ mạnh ghê thiệt chứ. Ai, bây giờ mình sẽ tìm đường để đi tới chỗ cái điện thoại thôi. Điện thoại đâu ta? Cao lắm luôn á. Wow, ở đây có mấy cái bánh nữa chứ. Đây, nãy cái cửa nè. Rồi, bên kia có cái kệ. Rồi rồi, múc ở trên cái kệ màu xanh kìa. Cao múc chỉ ở trển luôn đó. Đó, thấy chưa? Ngay gần chỗ mà cái hồ nuôi cá đó. Tà quá à. À, cái thùng này mình sẽ phá nó ra để cho cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear cũng muốn leo lên thì lên nha. Đó, mình sẽ phóng bằng kiểu này nè. Hay quá Woody ơi. Rồi, tới cảnh sát vũ trụ, lên đi. Không, mình không muốn đi bằng đường đó đâu. Mình muốn đi đường bên này nè. Nó có nhiều đường để đi lắm. Rồi, đâu để coi thử. Bên đó đi không có được đâu. Đi bên này nè, cảnh sát vũ trụ. Cái điện thoại nó nằm bên này mà. Chạy qua bên đây luôn đi. Nhưng mà bây giờ đứng bên này thì làm sao mình lên được trên cao ta? À, biết rồi. Những cái bậc thang cao như thế này thì mình phải nhảy thôi. Đầu tiên nhảy, đạp cái này ra. Rồi, sau đó mình sẽ leo lên đây. Ây da, bị lọt vô thùng rác rồi. Bây giờ mình lên bằng cách gì đây ta? Lên, lên. Phóng qua. Rồi, hết đường luôn rồi. Nè nè nè, cảnh sát vũ trụ, mình đi hướng bên này không? Không, bên này đi qua điện thoại gần hơn. Thấy chưa, chỉ cần làm sao mà mình phóng qua bên đó được là lấy được rồi. Thôi, hai anh đứng đó đi. Để Jay làm cho. JC sẽ đi bằng hướng bên này. Mấy bạn thấy chưa, đây là JC. Người có khả năng nhảy rất là cao luôn á. Và giữ thăng bằng nữa. Bởi vì JC là chuyên cưỡi ngựa mà. Thôi, cảnh sát vũ trụ đẩy cho mình đi qua bên kia đi. Ok, mình sẽ quăng qua nha. Giống như chợ đồ vậy đó. 1, 2, 3. Hay quá. Lên được rồi. Úi, nhưng mà tới đây là làm sao mình qua được đây? À, quên. Mình có tuyệt chiêu là phóng dây. Mình sẽ phóng dây vô cái chỗ có cái móc này nè, để mình bay qua. Ai, tưởng tượng như vậy thôi, bây giờ mình làm thiệt nè. Phóng dây nè, mấy bạn nhìn cho kỹ nha. Tuyệt chiêu phóng dây của Woody là xịn lắm á. 1, 2, 3, phóng dây. Thấy chưa, có cần chiếu chậm lại không?
Đây, lấy được cái điện thoại rồi nha. Hoàn thành nhiệm vụ. Ai nói hoàn thành nhiệm vụ? Cái điện thoại đó là điện thoại đồ chơi, có gọi được đâu. Mình phải tìm điện thoại thiệt. Trời ơi, làm nãy giờ mình đi cực khổ leo trèo quá trời luôn. Ai nhà lấy trúng cái điện thoại đồ chơi, không gọi được gì hết. Này nè, điện thoại thiệt á, nó nằm trong phòng này nè. Vô đi vô, cẩn thận, coi chừng bị phát hiện đó. Thôi tiến tới, tiến tới. Ù da, cẩn thận, cẩn thận, coi chừng con mèo nó phát hiện ra tụi mình đó nha. Lên, lên, lên. Ok, lên. Ai da, à, trời ơi, đã biểu nó nhỏ nhỏ rồi còn la cho lớn nữa. Xuống thôi. Đâu, 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 cái điện thoại đâu? Đây nè, cái điện thoại thiệt nè, thấy chưa? Cái đèn nó chớp chớp là chứng tỏ là điện thoại thiệt đó. Chiến sĩ ơi, bây giờ muốn lấy được cái điện thoại thì phải làm sao? Ở trong đây có 4 người lính nhảy dù. Hãy đưa 4 người lính đó tới. Họ sẽ mang cái điện thoại xuống giùm cho. À, thì ra là vậy. Cảm ơn chú lính màu xanh nha. Vậy có nghĩa là bây giờ tụi mình phải đi tìm 4 bạn lính nhảy dù. Rồi quăng vô cái chỗ điện thoại đó, chứ giờ điện thoại đó cao quá mà. Rồi, cảm ơn chú lính màu xanh nha. Bây giờ tụi mình phải đi tìm coi lính nhảy dù đang ở đâu hết rồi. Ý kia kia kia, có người đang đứng trên cái tủ kìa. Ai được lắm, được lắm, mình sẽ phóng lên trển. Ồ, có một người ở ngoài cửa sổ nữa. Mới thấy có 2 người à, không biết đâu nữa rồi. Thôi từ từ mình tìm sao đi. Ui, ở đây còn có trên lầu nữa hả? Cao quá, cao quá, thì bây giờ mình phải làm sao? À, mình sẽ tưởng tượng ra để coi. Mình sẽ đu vào những cái hộp này, sau đó mình sẽ nhảy lên. Mấy bạn thấy ổn không? Ok ok, rồi lên thôi. Đu. Dạ dạ, hụt tay rồi. Đu qua, đu qua, đu qua. Đu qua nè, rồi nhảy lên. Lên. Đu, nhảy. Ê, đây là chú lính nhảy dù nè. Mấy bạn coi tại sao gọi là chú lính nhảy dù nha. Bây giờ Woody sẽ quăng chú lính nhảy dù qua bên chỗ cái điện thoại. Nhưng mà cẩn thận kẻo té, cho nên phải bung dù ra. Ok ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, 1, 2, 3. Ta là chú lính nhảy dù đây. Yeah, chính xác, đúng ngay cái điện thoại luôn. Rồi, giờ còn 3 người nữa, 3 chú lính nhảy dù nữa thì mới mang được cái điện thoại xuống. Rồi, để đi tìm thêm. Ý, hình như có một người ngoài cửa sổ kìa. Ủa, sao mà bị văng ra ngoài cửa sổ vậy ta? Trời ơi, cửa sổ bị đóng cửa rồi. Sao cứu được chú lính nhảy dù đây? Ôi, mình phải suy nghĩ mới được. Woody ơi, đập cái thùng cho nó thành cầu thang để mình lên coi. À, biết rồi, đợi xíu. Ok, được rồi. Ý, ở đây có cái móc nè, vậy thì mình sẽ dùng tuyệt chiêu phóng dây. Mình sẽ lên trở ngược lại cái chỗ cửa sổ. Trời ơi, ở đây toàn là dụng cụ sửa đồ không à. Mình đang ở trong cái kho mấy bạn ơi. Đây, đây, đây. Chuẩn bị nha, mấy bạn nhìn cho kỹ, mình dùng tuyệt chiêu phóng dây đây. 1, 2, 3. Ừ, thấy ghê chưa, giỏi ghê chưa. Rồi, một chú lính nhảy dù bị mắc kẹt ở ngoài rồi. Ai từ từ mình suy nghĩ cách đã. JC, đi tiếp đi. Ok, tới lượt của mình đây. Mình sẽ đi tìm chú lính nhảy dù thứ hai. Thôi, không biết chú lính nhảy dù đang ở đâu nữa. Ủa, mấy bạn coi JC nhảy ghê chưa. Nhảy cao cực kỳ luôn. Ủa, bỗng lên những cái phi tiêu luôn, thấy ghê không? Rồi, để coi. Bây giờ JC sẽ lên phía trên này để coi thử có chú lính nhảy dù nào ở trên không nha. Phóng. Ồ, đỉnh cao của bắt cua luôn đó nha. Ý, đằng đây có một chú lính nhảy dù nè. Mình ở đây nè. Ok. Rồi, bây giờ bắt đầu sẽ chọn chú lính nhảy dù tới ngay chỗ cái điện thoại nha. Cái điện thoại đâu rồi? Trời, cái điện thoại kìa. Hả? À, nó bị dướng cái phao rồi sao, chọi quá. Ý, từ từ canh cho chị chứ. À, trời ơi, cái mặt đập vô cái phao rồi, lọt. Tụng. Không được, không được. JC phải chọi lại đi. Chọi vậy là không có vô được cái điện thoại đâu. Rồi rồi rồi, JC hiểu rồi. Bây giờ làm sao mà chọi vô được trong cái phao đây ta?
khó lắm á nha. Trò này khó dữ gì ta. À, bây giờ mình phải canh cho kỹ kìa, cái điện thoại ở phía bên kia kìa. À, mình phải chọi được cái chú lính nhảy dù. Chui vô cái lỗ. Chui vô, chui vô, chui vô. Chui được hay không? Ê, 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 ê. À, trời ơi, tưởng chui vô được rồi. Lần này không bị u đầu nhưng mà lại cũng không có chui vô được. Phải làm lại thôi chứ Si ơi. Ai, người ta nói quá tam ba bận. Lần này mình sẽ làm cho được nha. Chuẩn bị, chuẩn bị. Lần này mình phải canh thiệt là kỹ mới được. Bình tĩnh nè, chuẩn bị nha. Làm sao chọn vô được cái lỗ của cái phao đây mấy bạn ơi. Một, hai, ba. Chui vô, chui vô, chui, 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 chui vào, chui vào. Có lọt hay không, lọt hay không? Lọt hay không? Oh yeah, lọt rồi. Chính xác. Được hai người rồi. Còn hai người nữa. Đâu mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy lính nhảy dù đang ở đâu nữa không vậy? Còn hai ông nữa lận. Một ông thì ngoài cửa sổ rồi. Được rồi, để cảnh sát vũ trụ Bết La Gia đi tìm người tiếp theo cho. À, thấy luôn rồi. Ở trên cái tủ này nè. Được rồi, mình sẽ đẩy cái giỏ này vô để mình làm bậc thang mình nhảy lên thôi. Dễ dễ. Lên. 1, 2, 3. Ây da. 1, 2, 3. Lên. Trời ơi, sao cái này cách xa cái điện thoại dữ vậy? Thì cảnh sát Bến Lady là có sức mạnh mà. Chọn xa, đó là sở trường của cảnh sát mà. Cảnh sát chọn đi. Được rồi, mình sẽ dùng hết sức mạnh. Trời. Ồ, né qua, né qua, né qua tấm đèn. Yeah, qua được rồi. À, trời ơi, tưởng bị lố rồi chứ. Yay, đủ ba người rồi. Còn một người cuối cùng ở ngoài cửa sổ đó. Bước đi. Ê, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. Bước đi ơi. Có làm được không vậy? Có cần cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear lên phụ không? Được rồi, mình sẽ suy nghĩ cách. Hi, hên quá cái cửa sổ này không bị khóa nha. Được, 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 được. Mình sẽ ráng mình đẩy nó ra. Ê, mình mở cửa được rồi nè. À, vậy bây giờ đi ra lượm chú lính nhảy dù này vào thôi. À, vô đây, vô đây. Ui, đứng ở đây mà chọi qua cũng hơi khó đó nha. Không có dễ gì đâu, bị chướng ngại vật tùm lum chỗ hết trơn á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nè. 1, 2, 3. Có chân, dướng sợi dây. Rồi, 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 thôi tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. À, ui, hơi quá, lọt được rồi. Chú lính nhảy dù thứ tư xuất hiện. Yeah. Chúng ta cùng nhảy dù để đưa cái điện thoại đi xuống đất thôi. Wow, nhiệm vụ lấy điện thoại để gọi điện hoàn thành. Yeah, hay quá mấy bạn ơi. Công nhận Woody, cô JC và cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear chơi cái trò đi tìm điện thoại này hay quá ha. Thì đó, toàn là sử dụng từ những đồ chơi cũ mà chơi lại không á. Đâu có đòi mua đồ chơi mới bao giờ đâu. Hay quá. Hay, video đến đây mình kết thúc nha. Hẹn các bạn ngày mai vào trong kênh KN Channel để xem một cái tập mới. Tụi mình sẽ bày ra một trò nữa để cùng chơi với mấy bạn nè. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.